Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Y tế Yên Bái tiếp tục tăng cường 2 cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong công tác xét nghiệm COVID-19. Thực hiện công văn của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế về việc hỗ trợ chuyên ngành hồi sức cấp cứu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Sở Y tế tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường 2 cán bộ hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong công tác xét nghiệm COVID-19. Đây là những bác sĩ nhân viên y tế có năng lực, kinh nghiệm, trình độ trong công tác xét nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ góp phần cùng tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh. Thời gian đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh là 30 ngày kể từ ngày 1 tháng 6. Đây là lần thứ tư tỉnh Yên Bái cử đoàn công tác hỗ trợ các địa phương chống dịch COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có công văn số 131 yêu cầu tất cả các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, ban quản lý các khu công nghiệp, các nhà máy xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đồng loạt kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ cao, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh doanh. Theo đó, các doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cần chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đáp ứng nhanh, xử lý kịp thời, triệt để khi phát hiện các trường hợp F0, F1, F2 nếu có là cán bộ, công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp mình theo phương châm 4 tại chỗ và trên cơ sở nguyên tắc phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong do dịch bệnh, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân huyện Yên Bình đang khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân để chuẩn bị sản xuất vụ hè thu, đảm bảo trong khung lịch thời vụ. Vụ đông xuân năm 2020-2021, nông dân huyện Yên Bình gieo cấy được 2.100 ha lúa, vượt kế hoạch 157 ha. Để đảm bảo vụ mùa thắng lợi, ngay từ đầu vụ, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền vận động nông dân tập trung đúng cơ cấu lịch thời vụ gieo cấy, đồng thời chủ động phối hợp với công ty Yên Phú sửa chữa nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, áp dụng tưới luân phiên tiết kiệm nước, dự trữ nguồn nước ở các hồ đập, cung cấp nước tưới đảm bảo cho toàn bộ diện tích, tăng cường theo dõi đồng ruộng để phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó, lúa đông xuân của huyện Yên Bình được mùa. Tranh thủ thời tiết đánh giáo, bà con nông dân các xã trên địa bàn huyện đã thu hoạch được 60% diện tích, dự ước năng suất đạt 55 tạ một hectare. Huyện cũng chỉ đạo các địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị cung ứng vật tư nông nghiệp để cung cấp giống, phân bón chất lượng cho nhân dân trước khi bước vào sản xuất vụ hè thu. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này nông dân huyện Văn Yên cũng đang tập trung thu hoạch lúa xuân, năng suất bình quân ước đạt 55,6 tạ trên hecta, sản lượng ước đạt 16.542 tấn. Vụ thu hoạch năm nay diễn ra đúng thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, do vậy công tác phòng chống dịch luôn được người dân đề cao. Vụ đông xuân năm 2021, gia đình chị Nông Thị Bích Ngọc ở thôn Liên Hiệp, xã Hoài A gieo cấy 3 sào lúa. Do tuân thủ tốt lịch thời vụ cùng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật nên toàn bộ diện tích lúa của gia đình chị phát triển tốt cho năng suất cao. Để đảm bảo thu hoạch nhanh gọn và phòng chống dịch bệnh COVID-19, gia đình chị Ngọc cũng không nhờ nhiều người đến thu hoạch để hạn chế tập trung đông người. Nhà tôi vụ này cũng cấy 3 sào nhưng mà cũng do thời tiết thuận lợi là cũng vụ này cũng được coi như là cũng được 2 tạ một sào. Với lại tình hình dịch bệnh như này thì tôi cũng chỉ nhờ 5-6 người anh em trong nhà là cũng đề phòng dịch là chị em vẫn đeo khẩu trang đi làm với lại trang bị những cái gì liên quan đến dịch là chị em vẫn phòng chống. Vụ xuân năm nay xã Hoài A gieo cấy 102 ha lúa, nhìn chung sản xuất năm nay tương đối thuận lợi, lúa ít sâu bệnh. Đến nay xã đã thu hoạch được trên 80% diện tích. Cùng với đó, công tác đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cũng được xã quan tâm. Thì lúc này thì đã chỉ đạo bà con thu hoạch lúa chiêm xuân sớm để chỉ đạo cho cái vụ mùa sớm để thực hiện tốt cái vụ mùa sớm để đảm bảo cái tiến độ trồng ngô đông trên đất hai lúa. Nhưng mà lúc này thì toàn xã đã gặt khoảng trên 100 ha và bà con thì rất phấn khởi, năm nay là mùa vụ chiêm xuân là rất thắng lợi. Nhưng mà dự kiến chúng tôi là đạt từ khoảng 2 tạ 2 đến 2 tạ rưỡi trên sào. Như vậy là bà con rất phấn khởi và công tác phòng chống dịch đối với xã thì cũng chỉ đạo quyết liệt, vừa tuyên truyền vừa chỉ đạo quyết liệt nên là việc thu hoạch của bà con vừa đảm bảo khung thời lịch nhưng cũng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đến thời điểm hiện tại, 9 ha lúa đông xuân của xã Mậu Đông đã cho thu hoạch. Xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tuyên truyền tới người dân thực hiện phương châm xanh nhà hơn già đồng, lúa chín khoảng 90% là có thể thu hoạch. Cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, xã thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong vụ đông xuân năm 2020-2021 thì với cái diện tích của xã là 9 ha
thì xã đã tuyên truyền vận động bà con dân là gieo cấy hết diện tích. Đến thời điểm này thì cũng bà con nhân dân đã tiến hành là thu hoạch. Trong cái điều kiện thời tiết dịch bệnh này thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động nhân dân để đảm bảo cái công tác phòng dịch với cái phương châm là xanh nhà hơn già đồng. Đến thời điểm này thì chúng tôi đã động viên tuyên truyền vận động nhân dân là cắt cơ bản là hết diện tích. Qua đó thì cũng sau đó là cũng tiếp tục vận động dân để tiến hành làm đất ngay để gieo cấy vụ mùa. Về năng suất chất lượng của lúa năm nay thì cơ bản là đạt đến sản lượng khoảng 2 tạ 2 đến 2 tạ 3 một sào. Vụ xuân năm 2021, huyện Văn Yên gieo cấy 2.974 ha lúa nước, trong đó khoảng 544 ha lúa thuần chủ yếu là Chiêm Hương HT1, TBR225, J02, Thiên Yêu 8. Các giống Nhị Yêu 838, Nghi Hương 305, TH33, Việt La 20. Diện tích lúa nếp chiếm khoảng 1,6%. Sau gieo cấy, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn đôn đốc cán bộ khuyến nông hướng dẫn các hộ nông dân thực hiện chăm sóc lúa xuân đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các xã thị trấn và bà con nông dân tập trung huy động máy móc, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi xuống đồng thu hoạch lúa, đảm bảo nhanh gọn, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ hè thu. Đến nay, huyện Văn Yên đã thu hoạch được gần 2.200 ha lúa đông xuân. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình thu hoạch lúa đông xuân, huyện khuyến cáo bà con hạn chế việc tập trung đông người, đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Quá trình thu hoạch chủ yếu được thực hiện bằng máy móc để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Năm nay theo đánh giá thì lúa đạt năng suất rất là cao, với trung bình là hơn 2 tạ trên một sào, với tổng sản lượng trung bình HA là 56 tạ trên một HA. Hiện nay thì trên địa bàn huyện các hộ dân đang tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân. Với tình hình dịch Covid diễn biến rất là phức tạp thì các xã thị trấn đã tuyên truyền người dân thực hiện cùng lúc nhiệm vụ kép, trong bên cạnh tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân vẫn phải thực hiện các nguyên tắc đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Hiện nay trên địa bàn huyện thì các xã đã thu hoạch được khoảng 70%, trong đó các xã vùng thấp đã thu hoạch được 80%. Đặc biệt là các xã vùng thấp sản xuất lúa vụ mùa trà 1 thì sản xuất đến đâu làm đất đến đó và tập trung mọi vật tư nông nghiệp như giống, phân bón để sản xuất lúa vụ mùa đảm bảo đúng thời vụ. Sau đó thì triển khai tốt cái vụ ngô đông trên hai vụ lúa, góp phần đạt chỉ tiêu về sản lượng lương thực trên địa bàn huyện trong năm 2021. Huyện Văn Yên đã chỉ đạo các địa phương rà soát có phương án huy động các lực lượng giúp đỡ các gia đình khó khăn về nhân lực, các hộ có người đang phải thực hiện cách ly tập trung, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân gắn với phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 về kinh tế, tốc độ tăng GDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 7,5%, GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 65 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp thủy sản 20,5%, công nghiệp xây dựng 32%, dịch vụ 47,5%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 7.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 100.000 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 28%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,2% một năm. Về văn hóa xã hội, tuổi thọ trung bình người dân đạt 74,5 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm. Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 40%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm bình quân trên 4% một năm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 96,5%, có 12 bác sĩ, 35 giường bệnh trên 1 vạn dân. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa là 85%, tỷ lệ thôn bản tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa là 75%. Trên 78% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, công nhận hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới là huyện Văn Yên và huyện Yên Bình. Thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Về môi trường, tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 91%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 98%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%. Về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, số đảng viên kết nạp hàng năm từ 1.800 đảng viên trở lên. Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt từ 90% trở lên. Số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hàng năm đạt từ 50% trở lên. Trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đạt từ 70% trở lên. Một số chỉ tiêu định hướng đến năm 2030. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026-2030
đạt trên 8% tính chung cả giai đoạn 2021 đến năm 2030 đạt gần 8%. GDP bình quân đầu người đạt trên 90 triệu đồng. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,8% một năm. Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 10% so với năm 2025. 88% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. 5 trên 7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 50%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm bình quân trên 4% một năm. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 67%.